kiếm tiền chân chính đi sang hết. Rồi, trưởng thành kinh thật đấy. Nghe ớn lạnh quá. Dạo này tính còn mềm rồi đấy. Thì như trước, gặp được quả chủ nhà như sáng nay nó đấm như vỡ mồm. Nhận chú cũng chịu khó đấy nhở. Đàn ông đi làm mấy cái việc lau dọn này. Vâng. Trông to khỏe vạm vỡ thế, thiếu gì việc để làm, đi làm mấy cái việc của đàn bà đấy. Đàn nào mà chẳng phải kiếm cơm anh. Chứ còn cứ đứng lem bèm cả ngày, cơm nào nó bay vào mồm. Anh công nhận không? À, chắc là chú tự ái à? Không. Em nhiều tự trọng, ít tự ái lắm. Em mà tự ái, em đấm vỡ mồm mấy cái thằng áo đỏ từ lâu rồi. Nói liên tục. Anh đang ở đâu đấy? Đi nhậu đi. Nhậu nhẹt thì cái tầm này nó đang báo việc. Chỉ cho ra đi nhá. Nào, uống đi anh. Nhớ đừng có đấm nhau đấy nhá. Ây da, thế đây. Ngon đấy. Mà em bảo này, chính em thấy cái việc mà đi lái xe hộ của em được hết đấy. Hay là anh đi đổi bằng đi. Anh em mình thành lập một team, rồi sau phát triển thành công ty. Ngon khét lẹt lẹt đấy. Tí tiết gì. Tao dọn nhà theo giờ thì em ổn mà. Chiều khách những kiểu của mày tao không làm được đâu. Vấn đề là đàn ông đàn an đi giúp việc theo giờ nghe nó không sang. Làm lái xe sang hơn. Kiếm tiền chân chính đi sang hết. Rồi, trưởng thành kinh thật đấy. Nghe ớn lạnh quá. Dạo này tính còn mềm rồi đấy. Thì như trước, gặp được quả chủ nhà như sáng nay nó đấm như vỡ mồm. Chủ nhà sáng nay ham lắm à? Cảnh cạnh. Khổ thân anh. Mới đi làm, gặp ngay quả chủ nhà cảnh cạnh.